Đến hiện tại, hoạt động nghiên cứu Phật học tập trung vào Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam gồm 2 phân viện, 12 trung tâm, 2 ban với số lượng khoảng 450 vị tăng ni và cư sĩ là tiến sĩ, nhà nghiên cứu, học giả cùng hoạt động theo hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và pháp luật xã hội, góp phần tạo nên diện mạo mới của Phật giáo Việt Nam, đóng góp vào kho tàng Phật giáo nước nhà là di sản tâm linh, văn hóa và văn học. Tại Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam thì chúng tôi đã biên soạn những tác phẩm mà chủ yếu là các tác phẩm về các phong trào sử Phật Việt Nam như là phong trào chấn hương Phật giáo miền Bắc, phong trào chấn hương Phật giáo miền Trung và phong trào chấn hương Phật giáo miền Nam. Chúng tôi dịch thuật những tác phẩm nó không có nằm trong kinh điển, góp phần vào xã hội. Ví dụ như những tác phẩm mà vừa rồi để tặng cho Quốc hội trong các khóa học vừa rồi. Đó là cái phẩm góp phần vào lịch sử và xã hội quốc gia. Nhiệm kỳ vừa rồi, chính trong lúc khó khăn nhất thì những người nghiên cứu Phật học lại dành được nhiều thời gian để thực hiện cái việc nghiên cứu của mình. Qua những bài viết nghiên cứu sâu sắc về đời sống Phật giáo, qua những giá trị của Phật giáo được tìm hiểu trong lịch sử và thực tiễn, đặc biệt Bộ Thánh điển Phật giáo ra đời trong bối cảnh khó khăn chung của Việt Nam cùng với thế giới, để thấy Phật giáo đang có rất nhiều những hoạt động tích cực, mà trong đó đặc biệt là Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Một trong những đóng góp lớn nhất của Viện trong nhiệm kỳ này là đặt nền móng cho sự hoàn thiện Bộ Đại Tạng Kinh Phật giáo Việt Nam, ngày nay gọi là Tam Tạng Thánh điển Phật giáo Việt Nam. Cấu trúc của bộ này gồm 3 phần: Phật giáo Thượng tọa bộ, Phật giáo bộ phái và Phật giáo Đại thừa. Mỗi phần đều có kinh, luật, luận thuộc chánh tạng riêng biệt. Cấu trúc của Bộ Tam Tạng Thánh điển này hoàn toàn khác biệt so với các bộ hiện hành ở các nước chịu ảnh hưởng Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, hoặc các nước chịu ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa như Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Triều Tiên. Năm 2020, Viện xuất bản được 2 tập đầu tiên là Kinh Trường Bộ 1 tập và Kinh Trung Bộ 1 tập. Nếu như những cái nhiệm kỳ trước á, thì đã in được là Trường Bộ, Trung Bộ, rồi đến là Tương Ưng, Tăng Chi và 10 quyển của Tiểu Bộ Kinh. Thì trong cái nhiệm kỳ này đã in tiếp, đã hoàn tất tiếp là 6 kinh nằm trong là Tiểu Bộ. Như vậy đã hoàn tất xong là Tiểu Bộ, hay là có thể nói là hoàn tất là xong Kinh Tạng là Pali. Hiện nay là mình cũng đã hoàn tất 2 cái bản chính của Kinh Tạng Bali với Kinh Tạng A Hàm. Và có thể nói là chắc là đầu cái nhiệm kỳ tới đây thì mình sẽ thực hiện tiếp những cái bộ Kinh Đại Thừa Bản Duyên á, do các hòa thượng mà có khuynh hướng Đại Thừa Bắc Tông dịch và lưu truyền lại đó. Xuất bản và tái bản sách là một phần công việc vô cùng quan trọng đối với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trong 5 năm qua, các trung tâm đã xuất bản các đầu sách như sau: Trung tâm Nghiên cứu Phật học Hán truyền, 19 dịch phẩm và trước tác; Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam, 7 dịch phẩm và biên soạn; Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Phật giáo Việt Nam, 18 dịch phẩm và biên soạn; Trung tâm Nghiên cứu Thiền học Bắc truyền, 8 dịch phẩm và biên soạn; Trung tâm Nghiên cứu và Dịch thuật Phật học, 14 dịch phẩm và biên soạn; Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Hiệu Quang, 14 dịch phẩm và biên soạn; Trung tâm Nghiên cứu Nữ giới Phật giáo, 7 dịch phẩm và các sách về mật tông; Phân viện Nghiên cứu Phật giáo Nam tông Khmer, 4 tác phẩm. Như vậy, tổng số lượng sách được xuất bản và tái bản là 91 tác phẩm. Mỗi tác phẩm có nội dung khác nhau nhưng tựu chung đều truyền tải, lan tỏa các giá trị văn hóa, đạo đức, triết lý và tâm linh của Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng. Trong cái thời gian mà từ năm 2008 tôi về Việt Nam, dịch ra khoảng trên 30 tác phẩm, và tôi cho rằng đó là những cái công trình mà Hòa thượng Ấn Thuận cũng như các nhà học giả của bên nước ngoài, bên Đài Loan họ làm một công việc nghiên cứu rất là tốt, mà tôi đã lựa chọn những cái tác phẩm này để giúp cho tăng ni sinh Việt Nam, những người nghiên cứu Việt Nam có thể đọc được, hiểu được trong kinh điển của Phật Pháp là gì, và từ đó có thể gợi ý cho những cái đường hướng, một cái phương hướng mình nghiên cứu. Tạp chí Nghiên cứu Phật học Việt Nam do Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội thực hiện, 2 tháng một số, trong 5 năm đã xuất bản 30 số. Ngoài xuất bản giấy, Phân viện còn xây dựng tạp chí điện tử tại địa chỉ tạp chí nghiên cứu Phật học.vn, ra mắt vào tháng 6 năm 2019. Đến nay đã nằm trong nhóm 6 trang online Phật giáo tiếng Việt có chỉ số truy cập cao nhất ở Việt Nam. Tôi cho rằng số hóa được tất cả những cái bài viết ở trên cái tạp chí nghiên cứu Phật học. Cái đó cũng là một cái thành tích, một cái dấu ấn cũng rất là quý để phục vụ cho các độc giả, phục vụ cho nhà nghiên cứu và để cho tăng ni nói chung là hiểu được nhiều hơn, rõ hơn về Phật giáo Việt Nam của chúng ta. Được sự cho phép của Hội đồng trị sự và Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tổ chức niên giám Phật giáo Việt Nam, dự kiến sau khi hoàn mãn sẽ in sách và đưa lên hệ thống website các ứng dụng công nghệ mới nhằm phổ biến lịch sử, các danh lam cổ tự, các chức sắc tôn giáo trong từng nhiệm kỳ. Ngoài ra, Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội đã số hóa các tạp chí đã xuất bản trong 32 năm, từ năm 1990 tới năm 2022. Các nguồn tư liệu khác cũng đang được số hóa, ngày càng trở nên phong phú và đa dạng. Phân viện Nghiên cứu Nam tông Khmer hoàn tất số hóa Tam Tạng Kinh Pali Khmer gồm 110 quyển và vận hành website số hóa tại địa chỉ ti-kh.org. Vừa qua thì Viện Nghiên cứu Phật học, cụ thể là Phân viện Nghiên cứu Hà Nội cũng đã thành lập trung tâm số hóa cũng như là trung tâm tư liệu. Ở Huế thì cũng đã thành lập tại Học viện Phật giáo. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì có trung tâm Huệ Quang và chùa Phật học Xá Lợi. Chúng tôi đã bước đầu là gần như là số hóa được toàn bộ tất cả những cái dữ liệu Phật giáo để đưa vào trung tâm tư liệu đó để phục vụ cho ba miền. Tạp chí nghiên cứu Phật học thì cũng đã được công nhận cái chỉ số ISSN. Bộ Văn hóa cũng đã công nhận được cái chất lượng của cái tạp chí nghiên cứu Phật học của mình, và được công nhận như vậy thì sẽ giúp cho các nghiên cứu sinh đăng tải các cái bài viết, các cái bài luận của mình ở trên đấy thì sẽ có giá trị trong khi mà làm các cái nghiên cứu sinh về thạc sĩ cũng như là về tiến sĩ. Không những thế, Viện còn tổ chức thành công các buổi tọa đàm, hội thảo khoa học với nhiều nội dung nghiên cứu quan trọng. Chỉ trong năm 2018, Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công 2 tọa đàm liên quan đến nền tảng và quá trình phát triển của Kinh Kim Cang Thừa tại Chùa Phật học Xá Lợi. Liên tiếp các năm từ 2019 đến năm 2022, 7 hội thảo khoa học phối hợp với các viện, đại sứ quán được tổ chức, thu hút đông đảo chư tăng ni và các nhà nghiên cứu cùng tham dự. Theo đó, các thành viên của viện luôn tích cực đóng góp các tham luận, góp phần cho sự thành công của các buổi hội thảo. Tham gia hội thảo và tổ chức hội thảo khoa học, đó là những cái vấn đề chính mà chúng tôi thấy rất cần thiết. Và đây là điểm đầu tiên mà chúng tôi thấy rằng sự đóng góp của Trung tâm Nghiên cứu Phật giáo Việt Nam là đội ngũ tri thức rất là đông, đủ sức để làm các cái công tác khoa học trên các diễn đàn khoa học trong và ngoài nước, cũng như là toàn quốc về các lĩnh vực đối ngoại, về lĩnh vực về hội thảo và khoa học, cũng như tham gia các hội thảo ở bên ngoài quốc gia. Có thể thấy, hoạt động nghiên cứu Phật học bước đầu đã thực hiện được sứ mệnh thiêng liêng mà Giáo hội giao phó. Sự thành công đó là nhờ sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, các thành viên của các trung tâm dịch thuật, bộ phận biên tập và ấn hành Tam Tạng Thánh Điển, cũng như bộ phận phát hành. Nhờ sự hộ trì của Tam Bảo, sự quan tâm của chư tôn đức giáo phẩm giáo hội và sự an nhẫn của các dịch giả, các nhà biên tập, hiệu đính ngày đêm các dịch phẩm đã đáp ứng nhu cầu tu học của tăng ni và quần chúng Phật tử trong và ngoài nước, tô điểm thêm cho nền văn hiến nước nhà và góp phần cho Phật Pháp được truyền lưu ở nhân gian. Cá nhân tôi cũng hy vọng rằng là các ngài ở trên cũng sẽ có nhiều cái chuyển biến mới, có những cái hướng vọng mới, có những cái tư tưởng mới để nó phù hợp với các cái sự tiến bộ xã hội. Cho nên là cái kỳ đại hội này Tôi mong rằng là cái sự hòa hợp, thống nhất ý kiến, thống nhất ý chí, thống nhất hành động, không phân biệt gì hết, để cùng nhau tiến bộ. Chúng tôi quan tâm chuyên ngành về giáo dục. Phật giáo chúng ta đã có đầy đủ các cấp học, các cái chương trình giáo dục. Đây là một cái sự thành tựu quan trọng mà đã có. Nhưng nhìn lại cái chất lượng giáo dục của chúng ta ngày nay, chúng tôi thiết nghĩ cần quan tâm hơn. Hãy truyền trao cho những tăng ni những tri thức, những kiến thức Phật học và những kiến thức thế học. Nhưng cũng hết sức quan trọng hãy truyền trao cho tăng ni những cái trải nghiệm ứng dụng và tu tập. Do đó rất quan tâm đến chương trình nội trú và các chương trình tu tập. Phật giáo Việt Nam hiện nay đã có nhiều vị tăng ni trẻ tham gia lãnh đạo với tỷ lệ cao. Điều này chứng tỏ tăng ni trẻ đã được niềm tin đối với chư tôn đó giáo phẩm lãnh đạo giáo hội. Thì mong rằng trong nhiệm kỳ tới, giáo hội cần tạo điều kiện hơn nữa để những vị tăng ni trẻ có phẩm hạnh, có năng lực thật sự được phục vụ giáo hội, nhất là dấn thân hoạt động Phật sự tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới và hải đảo. Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 9 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 năm 2022 tại Hà Nội. Có sự tham dự của 1.091 đại biểu để tổng kết công tác Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 8 và thảo luận chương trình hoạt động nhiệm kỳ 9. Kiên định sự nghiệp Hoàng Dương chính Pháp, lợi lạc quần sinh, phụng sự Tổ quốc và nhân loại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.